Thì gà này to các bạn, quá to luôn. Chúng phải đến mua lá nó xanh cơ. Giờ lá hết xanh rồi. Rồi cứ què. Quá khủng luôn, gốc to quá. Gốc to quá, đẹp quá. Ghê luôn. Đây, đây họ này đánh cờ. Rất đẹp. Còn ai nữa? Đang quay cây đa của. Cây đa quá to, vĩ đại. Vâng, cây đa tuyệt vời đó. Quá tuyệt vời. Cái này bao năm rồi cụ? Hàng nghìn năm, không ai nhớ được. Hàng nghìn năm rồi ạ. Vâng. Quá tuyệt vời. Cháu vừa quay kia mà cháu bấm không bấm máy là giờ bây giờ phải quay bấm lại cái đó thật quá. Mai đón dâu phải quay lại, ôi trời đẹp thế. Hàng nghìn năm tuổi các bạn nhé, cây đa này hàng nghìn năm tuổi. Đây là thôn nào đây hả cụ? Thôn Tiền. Thôn Tiền, xã Biên Nội. Xã Biên Nội, huyện Ứng Hòa. Huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Vâng. Các bạn cây đa cực đẹp các bạn nha, mình sẽ đăng lên trên kênh YouTube cho các bạn xem. Cái này các cụ nói là có hàng đúng rồi đấy. 1000 năm tuổi không cụ ơi? 1000 tuổi đấy. Và cụ đã nói giới thiệu là cây đa này có 1000 năm tuổi rồi. Xin chào cụ nhá. Vâng vâng, cây đa đẹp quá. Vâng vâng. Vâng vâng vâng, giới thiệu cây đa cho mọi người biết, cây đa đẹp quá, to quá, vĩ đại quá. Ôi, xin chào cụ nhá. Vâng vâng. Tạm biệt Ứng Hòa.